Rồi, hello mọi người. Trên tay mình là một cái tay side handle nha, ngàm kẹp NATO Small Rig Snap-on 4017. Thì cái tay này đang sale giảm giá còn tầm cỡ 1 triệu 6 nha. Một cái tầm chất lượng luôn, gắn trái phải đều được nha. Và nó hỗ trợ cái ngàm NATO kẹp kiểu mới nè. Có cần nè, bạn sẽ gạt ra vào tháo mở rất nhanh. Rồi, thì đối với những bạn đang xài khung khay Small Rig hoặc Tilta, cái phần bên trái này nè, thường sẽ tích hợp một cái ngàm Ride. Bạn muốn dùng á, kẹp vào. Ok, gạt cần này xuống nha, nhớ gạt cái cần xuống kỹ nha. Rồi, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, bạn sẽ hồ bài những cái shot quay chụp rồi cầm nó sẽ rất là thoải mái. Mình sẽ điều chỉnh cái này lên xuống để sao cho bạn cầm ngón tay thoải mái nhất nha. Và có lưu ý là khi xài những cái size handle á, bạn thường nên cầm hai tay nha, đừng có nên cầm như vậy. Đừng có tin vào, nói chung là thật sự luôn, đừng có tin vào nó quá. Nói chung bạn phải cầm vào chiếc ăn. Nhiều khi bạn quên siết hoặc là nó lỏng nó bung ra là rớt nguyên cầm máy luôn. Đây là mình một cái lưu ý mình chia sẻ một tới cho mọi người. Luôn luôn cầm hai tay, còn nếu bạn không cầm thôi thì bạn sẽ cầm như vậy. Đừng có tì hết lực vào một cái tay này nha. Một cái lưu ý cho mọi người. Nhiều khi mình quên siết á, nó lỏng nó rớt xuống nguyên hệ máy luôn. Rồi, còn nếu bạn muốn gắn dọc lên thì sao? Rất là tiện luôn, bạn chỉ mua thêm một cái roi nhỏ mini như này. Bạn sẽ kẹp lên. Ok, gạt cần xuống nha. Rồi, và nó chắc. Nó ép vô cơ chế, ép vô để nó siết lại. Hay sao? Rất là tiện nha. Đó. Cái ngàm Snap-on này rất là hay. Nó tháo mở nhanh, giúp bạn rất nhiều hữu ích luôn. Chuyển qua chuyển lại rồi bạn có một cái gimbal thì sao? Tận dụng dùng được luôn. Đó, này gimbal Red 4 nha. Mình test rồi là gắn thoải mái. Chụp nè, quay vẫn bình thường, không bị vướng nha. Đó, vẫn ok. Chung bạn cầm thôi, hỗ trợ quay cho bạn nói chung là ok hơn thôi. Nghĩa là tận dụng dùng qua lại giữa máy ảnh và gimbal nha. Tiết kiệm được thêm xíu, không phải mua thêm một cái tay size. Còn nếu bạn muốn tối ưu hơn thì bạn nên mua những cái tay cầm mà nó hỗ trợ gimbal, nó quay nó sẽ tốt hơn. Tay cầm R083 hoặc tay cầm Dolce Small Rig 3027 nha, nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Đó, không dùng nữa, bạn tháo ra. Đó, cái ngàm này tháo mở rất là ngon. Đó, lưu ý nha. Đó, dùng con này rất là ngon, chất lượng luôn. Có nhiều người dùng, đánh giá feedback ngon. Rồi, các bạn cần click vào luôn. Mình chuyên về hàng Small Rig nha. Giá cực kỳ tốt luôn cho mọi người. Thank you.